dài gầy. Đêm càng đêm lòng buồn càng dương sầu thương, tình đơn phương tình nói sao nên lời. Người yêu ơi, nếu mai đôi đường ngăn lối, giờ chia phôi luyến lưu ân tình. Em thầm mơ tình trao về anh, sống dài nhau bay nhau tơ hồng. À, Lý Huynh. Qua để sang canh từ lâu, vì sao thơ tan đêm sắp càng người không an giấc. Chúng ta chung ước thề buồn vui cay đắng bên nhau, vì cớ sao u sầu. Sớm mai đây tình thâm để huynh cách xa, nghe cõi lòng tràn dâng sao xuyên. Em khó an giấc nồng, thâu canh thơ thấm ra vào, niềm luyến thương nào dời. Kiếp chân nhân tháng năm ngoài biên cương, mình đã quen sống cho đời đơn côi. Làm quen với trăng ngàn, gió tuyết và hơi sương dầm chan, đời trai theo tháng năm dài. Chớ ưu tư mà chi, tình ta mãi ghi, cho dấu rằng ngàn phương xa cách. Lý Huynh ơi hiểu lòng, tâm luôn tha thiết mong chờ, chờ chúng ta trùng quan. Nhất định sẽ có ngày chúng ta uống rượu mừng đoàn tụ. À không chừng đến ngày đó Hoa Đệ còn độc thân, hay là đã thành gia lập thất rồi. Vậy còn huynh thì sao? Ngày giải ngũ về quê, huynh có nghĩ đến việc lấy vợ sinh con, yên bề gia thất không? Thì đệ cũng biết rồi đó, thời son trẻ huynh hiến dâng cho tổ quốc, đến khi chinh chiến tàn, chắc không có cô nàng nào để mắt đến huynh đâu. Vậy nếu như duyên mai đưa đến, huynh cưới được vợ, rồi huynh có còn nhớ đến Hoa Đệ này chăng? Hay là huynh quá vui trong hạnh phúc rồi quên luôn Hoa Hiền Đệ? Cô kìa Hoa Đệ, Hoa Đệ à, em hãy nhìn xem trăng đêm nay thật sáng. Cho lời nói anh em từng sống chết không rời, nghĩa phu thê tuy mặn nồng sao bằng nghĩa tình anh em. Chúng ta không rời nhau nơi chốn xa trường. Bao lời huynh vừa thuốc tình bạn xin ghi nhớ hoài, ngàn đời không quên phút này. Đêm lạnh lùng vì đông giá, nhưng sao ấm tim lòng nghe dạt vào tình thương của người. Khi nào tan cuộc chiến, ngài về quê hương của
đời mình ngày mai có đôi. Mãi xa nhau ta dừng hoài tình tri kỷ, quên quên bấy nhiêu lời trên đường đời. Đừng cam lẻ loi. Lý Quỳnh ơi, em đã lạc nẻo yêu đương nhưng bến bờ chưa. Thành tha thiết nhưng không biết người ta có đáp lại tâm chân tình. Ôm ấp sầu tư thương nhớ chỉ riêng mình, đôi khi muốn nói nhưng lời sao nghẹn nghẹn, muốn tỏ thật lòng mình cũng chẳng thành công. Em đã yêu mà người ấy có biết đâu, cứ hờ hững để em ôm sầu ôm khổ. Đã mấy lượt mai vàng nở rộ, sầu vẫn đông trong em theo từng tháng năm dài. Có thật không vậy đệ? Sao hồi nào giờ không nghe đệ nói, bây giờ sắp chia tay rồi mới thố lộ cho huynh biết phải không nè? Nghe đệ nói mà lòng huynh như ngẩn ngơ, huynh không ngờ là đệ đã yêu rồi. Thật là tội nghiệp cho em tôi thì thôi, mới bước vào yêu đã chuốc bao đau khổ. Vậy mà cũng yêu sai lắm nữa chứ. Nhưng người con gái ấy là ai mà hữu phước được em si tình dữ vậy? Cô ấy là ai vậy đệ? Là một kẻ vô tâm hờ hững à. Người đó là một kẻ vô tình đáng ghét. Vậy mà lúc nào em cũng nhớ cũng thương, dẫu đang với tiếc nằm sương hay đang đối đầu ngoài biên. Vậy thì theo huynh thấy á, đệ nó nói thật ra đi, có gì đâu mà phải giấu chứ. Còn Lý huynh, để cho tình huynh đệ ta thêm đậm sâu hơn, nên em muốn huynh mau mau cưới vợ. Cưới vợ? Ừ. Mà cưới ai? Ừ, có liên quan gì đến tình bạn của chúng ta đâu chứ. Có chứ. Có thì em mới nói nàng ấy là em. Em của đệ. Tuy hai mà một, anh em song sinh mà. Chừng đó chúng ta là anh em một nhà rồi, có phải vậy không? Ha. Nhưng qua đệ à, chuyện tình yêu lứa đôi đâu phải là chuyện nào ai dám cùng huynh. Bèn duyên phí tình trăm năm, xin huynh hãy an tâm. Em xin đứng mãi dòng ngày vui đoàn viên. Sợ cuộc đời dầu dài chốn biên cương xa trường chinh chiến, thì có ai dám trao gửi niềm thương lưu luyến nên bỏ tình riêng
mà lo cho dân nước sang hà. Huynh nào dám mơ mộng thấm giao hòa. Huynh hãy an tâm của cô em nàng thật già, dâng cả tâm chân tình cho Lý Quảng Hiền. Huynh nàng là cô em gái song sinh, tiết hạnh trung trinh, đủ đầy tài đức. Nàng ấy có bằng lòng yêu huynh thật hay không? Sao đệ lại dám ra công mai mối? Chỉ sợ nổi người ta từ chối, vì là kẻ phong sương huynh đâu dám mở ngõ ân tình. Trên muôn dặm trường đình xin hãy giữ vững lòng tin, huynh sẽ lên nghĩa ba sinh nhờ có ông mai dòi. Nàng ấy tên Hoa Mộc Lâm Hiền Muội, nơi dinh nội sẽ chờ ngày sinh lễ cầu hôn. Hay quá! Nếu là mai thành công, huynh sẽ thưởng cho ông mai một cái đầu heo. Ba cái đầu heo mới chịu à? Cũng được, nhưng mà làm không xong á thì ông mai sẽ bị đánh đòn đó nha. Lý huynh hãy an lòng đợi chờ, có tin lành ngày mai. Em chuyên làm mai dòng, Hiền huynh ơi ráng mà chờ tin nha. Giúp huynh làm mai thành, thương công nhiều hỏi chê. Đang thèm ăn heo, ngài thành công thương cho em liền. Em muốn 5-6 cái đầu heo thì đành chịu em thôi. Nếu mai này huynh vui sánh đôi, giờ chưa gì mà lôi thôi, huynh chẳng tha ông mai kỳ khôi. Chờ trùng nay, ngày gặp nhau sẽ vui tao phùng. Huynh nhớ về lo sính để cầu hôn nha. Em của em ở Gia Trang chờ đợi. Được rồi, huynh nhớ chứ. Ráng làm mai cho thành công nha, thì ông mai sẽ được thưởng đó. Dạ.